Vâng, Lăng Tử Âm Nhạc luôn cảm ơn những anh em đã subscribe kênh YouTube của Lăng Tử Âm Nhạc trong những năm qua, và anh em đang và sẽ subscribe thì mỗi clip Lăng Tử Âm Nhạc cùng những người bạn làm ra những cái clip để review những chiếc xe hoặc là những giải đấu thì cũng được anh em ủng hộ rất là nhiều. Trong đó cũng có bị anh em chém gió, ném đá tùm lum tùm la hết, nhưng mà không sao, mình làm vì đam mê, mình đam mê nên mình làm, nên anh em thương mình. Muốn xem những clip về xe thì cứ bấm like và nhớ ấn nút subscribe theo dõi kênh của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ gửi đến anh em một review ngắn về chiếc xe đặc biệt, xe độ rất là đẹp, nhỏ nhắn thôi nhưng tỏ ra vô cùng nguy hiểm, dễ thương nữa. Hãy theo Khôi, và đây là chiếc xe mà chúng ta sẽ cùng nhau xem review này, chiếc xe của luật sư Lê Trung, Minh Kỳ 50cc. Yeah. Vâng, đây là Honda Minh Kỳ Z50 ZG Dash 1980 và được đổi những đồ chơi như sau: nguyên cục máy hiệu Takekawa, trái 54 hai van đầu hai buji nha anh em, nồi khô Takekawa, over racing titan, cục sau X1R, cục trước NC350, cặp ba nhôm CNC hiệu Takekawa, cặp bánh nhôm CNC hiệu Takekawa, gắp nhôm Rap, trợ lực cổ Biturbo. Quá đẹp, đồ quá đẹp cho một chiếc Minh Kỳ Z50G Dash 1980. Nói quý vị đó là Dash 1980 nha anh em, độ cả trăm triệu đồng nha anh em. Vâng, đây là Honda Minh Kỳ Z50. Em nhớ đăng ký kênh, bấm like và subscribe. Cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em ơi. Mãi yêu anh em.